Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Lẽ thường những kẻ giết người thường bị dư luận xã hội nghĩ đến với một gương mặt gớm ghiếc đến dị dạng. Nhưng trên thực tế, nhiều sát thủ giết người không ghê tay, nhưng đối tượng trong vụ án sau lại mang một bộ mặt bình thản đến không ngờ. Khi là con rể, là chồng, thậm chí là cha của hai nạn nhân chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Sáng mùng 4 tháng 12, người dân ở ấp Láng Cùng, xã Thành Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông S nên đến kiểm tra. Phát hiện vợ chồng ông S cùng con gái đang mang song thai đã tử vong. Sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành phong tỏa hiện trường điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Danh tính ba nạn nhân trong vụ việc được xác định là ông PVS, 69 tuổi, chị PLK, 38 tuổi, con gái ông S, hiện đang mang song thai sắp đến ngày sinh, và bà TTP, 68 tuổi, vợ ông S. Sự việc sau đó được trình báo đến chính quyền địa phương. Hàng chục cảnh sát thuộc công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm án nói trên. Người dân địa phương cho biết mấy ngày qua họ không thấy gia đình ông S ra ngoài, sáng nay thấy mùi hôi thối phát ra từ căn nhà, nghi ngờ có việc không lành, khi mọi người kéo đến kiểm tra mới phát hiện vụ việc. Hàng xóm của nạn nhân cho biết, vài ngày trước còn thấy con rể của ông S là Bùi Vũ Khoa xuất hiện tại địa phương. Người con rể còn mời một vài người đến nhậu, sau đó lấy xe của gia đình đi đâu không rõ. Đến tối mùng 4 tháng 12, nguồn tin của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, công an Cà Mau đang tạm giữ hình sự Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Khoa là nghi phạm chính gây ra vụ thảm án đau lòng ở xã Thành Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau cho biết, trong quá trình truy bắt nghi phạm, một tổ công tác đã phát hiện Khoa đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 69L14152 đang chạy tốc độ cao trên tuyến quốc lộ 1. Đây là chiếc xe của gia đình nạn nhân. Ngay lập tức, cảnh sát trinh sát điện báo cho lực lượng hỗ trợ, đồng thời bám theo, quyết tâm không để đối tượng chạy thoát. Khoa bị lực lượng công an bắt vào khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 12 tại địa bàn xã Định Bình, thành phố Cà Mau. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Khoa khai nhận do sống bên nhà vợ và giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm mâu thuẫn là vào tuần trước, trong lúc không kiềm chế được bản thân, Khoa đã siết cổ mẹ vợ và vợ khiến hai người này tử vong. Sau đó, dùng hung khí sát hại cha vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nghi phạm là chồng sau của chị K, hai người mới về sống cùng gia đình ông S thời gian gần đây. Trước đó, sáng cùng ngày, người dân ở ấp Láng Cùng, xã Thành Phú phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông PVS nên bà con đến kiểm tra. Tại đây, người dân phát hiện ông S và vợ cùng con gái đang mang song thai gần tới ngày sinh tử vong bất thường, thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng. Tại hiện trường, thi thể ông S trong phòng ngủ của ông, thi thể con gái của ông trong phòng ngủ của chị, còn thi thể vợ ông S được phát hiện dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50m. Sau khi phát hiện vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Cái Nước nhanh chóng tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án. Theo lời khai của nghi phạm Bùi Vũ Khoa, trong quá trình chung sống với gia đình vợ, một vài mâu thuẫn đã phát sinh khiến nghi phạm bức bối, để rồi gây ra vụ thảm án kinh hoàng. Chuyên gia tội phạm học nhận định, hầu hết các vụ thảm án trong gia đình đều xuất phát từ các mâu thuẫn xảy ra từ những vấn đề nội tại trong chính những gia đình đó. Những mâu thuẫn này thường âm ỉ thời gian dài nhưng không được giải quyết một cách triệt để. Đến lúc bộc phát, một số người đã mất kiểm soát và sử dụng hành vi bạo lực như nghi phạm Bùi Vũ Khoa trong vụ án trên. Gây rợn là Khoa ra tay với vợ khi chị này đang mang song thai. Như vậy, Khoa không chỉ giết một mà là ba mạng người, trong đó một vợ và hai đứa con chuẩn bị chào đời. Theo các chuyên gia, hầu hết hung thủ của các vụ án mạng chịu sự ảnh hưởng tác động lớn từ môi trường sống như hoàn cảnh gia đình, môi trường giáo dục, môi trường xã hội, sự thiếu quản lý của gia đình khi các đối tượng chìm đắm trong thế giới ảo với các game online đầy bạo lực, dung tục, phản cảm. Ngoài sự tác động không nhỏ từ môi trường Internet là thói quen sử dụng rượu bia đã thổi bùng những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống thành những vụ thảm án kinh hoàng. Trong vụ án trên, theo các nhân chứng, trước khi gây ra vụ việc, nghi phạm Khoa đã mời nhiều người đến tổ chức ăn nhậu tại nhà cha mẹ vợ. Nhiều đối tượng trước đó rất hiền lành, nhưng do bị kích động mạnh trước những hành vi trái pháp luật của nạn nhân hoặc do sự kích thích rượu bia,
cộng với những mâu thuẫn thù tức trước đó đã bộc phát dẫn tới hành vi giết người. Thêm vào đó, một số người còn hạn chế về nhận thức pháp luật, mù quáng trong tình yêu, vị kỷ cá nhân trong quan hệ gia đình, yêu đương, nên khi gặp phải những mâu thuẫn hay có sự ngờ vực đã không tìm được cách xử lý đúng mực mà sử dụng bạo lực. Mặt khác, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, trong khi quan niệm sống của người dân đã có sự thay đổi đặc biệt lớn, thì cái tôi cá nhân, cái tôi ích kỷ luôn được đặt lên hàng đầu, dù là với những người thân trong gia đình. Minh chứng cho lối sống ích kỷ đó là tỷ lệ tan vỡ của các gia đình trong thời gian gần đây đặc biệt cao, đi cùng với đó là sự gia tăng đáng báo động của tội phạm vị thành niên và nguy hiểm hơn, đó chính là những vụ án giết người, sau đó phân xác phi tang trong thời gian qua. Cuộc sống hôn nhân, gia đình mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Tùy vào mức độ, hoàn cảnh mà mỗi cặp vợ chồng đưa ra cách giải quyết khác nhau, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cả hai cần kịp thời nhận ra những bất đồng và cùng nhau tìm cách giải quyết. Theo các chuyên gia, điều quan trọng là các thành viên trong gia đình phải gắn kết trên nền tảng xem trọng các giá trị đạo đức, từ đó mới có thể hạn chế những mâu thuẫn phát sinh trong gia đình. Trong đó, người lớn phải trở thành tấm gương về đạo đức, lối sống để con cái học tập noi theo. Trường hợp xảy ra mâu thuẫn, người trong cuộc phải biết bình tĩnh lắng nghe và thấu hiểu. Bên cạnh đó, công tác hòa giải của các cơ quan, đoàn thể cũng rất quan trọng. Nếu kịp thời nắm bắt thông tin và giải quyết mâu thuẫn ngay từ ban đầu, sẽ góp phần hạn chế những vụ án mạng đau lòng từ mâu thuẫn gia đình, như trong vụ thảm sát, sát hại 3 người trong một gia đình, nhà vợ tại Cà Mau nói trên. Dưới góc nhìn của chuyên gia, nghiên cứu về tội phạm, phần lớn những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình đều có tính chất bộc phát. Thủ phạm gây án trong trạng thái tâm lý bị kích động mạnh, dẫn đến không làm chủ được hành vi của bản thân. Những hành vi bộc phát thường dẫn tới những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm trong sinh hoạt gia đình, không chỉ là biểu hiện nhất thời mà đã tích tụ trong thời gian dài. Bên cạnh đó, có vấn đề đạo đức xuống cấp, việc giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống không được đề cao, dẫn tới khi xảy ra xung đột, dù là xung đột nhỏ nhưng hậu quả lại rất lớn. Hiện vụ thảm án con rể hờ sát hại 3 người trong gia đình vợ tại ấp Láng Cùng, xã Thành Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau gây rúng động dư luận vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra làm rõ. Tuy nhiên, vụ án cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ về những giá trị cơ bản trong xã hội đang có nguy cơ bị lung lay trước sự biến chuyển quá nhanh của đời sống xã hội trong thời đại số. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!